tiếp viên quán nhậu miệt vườn, phục vụ khách từ A đến Z. Cặp đôi người Singapore rủ nhau trộm cắp ở Việt Nam vì cuộc sống khó khăn. Hai vợ chồng ôm con đi bộ về quê, chủ thầu liên lạc và hứa trả tiền. Cây biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch khối tài sản đặc biệt lớn vụ trương Mỹ Lan. Thủ khoa mồ côi bố, chọn học sư phạm để mẹ không phải đóng học phí. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh youtube của báo Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan đến hành vi mua phần bán hoa mà đơn vị vừa triệt phá. Trước đó vào tối ngày 17 tháng 7, Công an huyện U Minh kết hợp với Công an xã Khánh Thuận bất ngờ ập vào kiểm tra quán nhậu 123 Dô có địa chỉ tại ấp 1, xã Khánh Thuận. Bác quả tang nữ nhân viên của quán đang thực hiện hành vi mua phần bán hoa cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, tại quán nhậu này có 3 nữ tiếp viên gồm: NTL 31 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời; NTMC 30 tuổi, quê thành phố Cần Thơ; NTN 48 tuổi, ngụ tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Và hai nam tên LTS 30 tuổi và NTH 31 tuổi, cùng ngụ tại huyện U Minh, đang có hành vi mua bán hoa nên tiến hành lập biên bản xử lý. Làm việc với cảnh sát, bước đầu nữ tiếp viên quán nhậu 123 Dô thừa nhận hành vi bán hoa của mình cho khách nhậu với giá 500.000 đồng mỗi lần. Cũng liên quan đến hoạt động buôn phấn bán hoa trên địa bàn huyện U Minh, tối hai ngày trước, ngày 16 tháng 7, công an huyện cũng bắt quả tang 4 đối tượng, hai nam hai nữ đang thực hiện hành vi bán hoa tại cơ sở massage Ngọc Tỷ Tỷ, có địa chỉ tại khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh. Qua làm việc, các đối tượng này thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Hiện công an huyện U Minh đang hoàn tất hồ sơ cả hai vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạm bị cáo, Shao Han 42 tuổi, 3 năm 6 tháng tù, Lucy Chu 25 tuổi, 3 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả hai bị cáo đều mang quốc tịch Singapore. Trong 4 ngày, cặp đôi người Singapore đã trộm cắp nhiều túi sách hàng hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai lý do phạm tội là vì cuộc sống khó khăn. Theo truy tố, sáng ngày 9 tháng 8 năm 2023, anh Trần Nguyễn Mạnh Cường, nhân viên bảo vệ tại trung tâm thương mại Union Square quận 1 Nhận được thông tin về việc hai đối tượng người nước ngoài có hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều cửa hàng trong trung tâm. Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Cường nhìn thấy Sao Han Shejiang và Si Ju đang đi bộ tại tầng trệt với nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh Cường cùng với các nhân viên bảo vệ khác đã giữ cặp đôi này lại rồi báo cơ quan công an. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, Sean Han Shejiang và Lucy Ju khai do cuộc sống ở Singapore khó khăn nên khi đến Việt Nam du lịch cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các trung tâm thương mại để mang về Singapore bán lấy tiền tiêu xài. Theo phân công, Lô Si Yu sẽ nói chuyện với nhân viên cửa hàng nhằm đánh lạc hướng để Sao Han Se lấy cắp tài sản, sau đó đem về khách sạn cất giấu. Cụ thể ngày 6 tháng 8 năm 2023, hai người này nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh và ngay tối cùng ngày đã tới cửa hàng Marc Jacob ở phường Bến Nghé quận 1 lấy trộm một chiếc túi sách trị giá hơn 6 triệu đồng. Tiếp đó trong các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 8 năm 2023, cặp đôi liên tục đến các trung tâm thương mại và cửa hàng bán đồ hiệu tại quận 1 để trộm cắp túi sách. Đến vụ thứ bảy, sau khi lấy được chiếc túi sách hiệu Louis Vuitton có giá trị 29 triệu đồng tại trung tâm thương mại Union Square, cặp đôi này bị anh Cường phát hiện. Khám xét tại phòng ngủ khách sạn nơi cặp đôi cư trú, cảnh sát thu thêm được 5 túi sách và hai chiếc ví chưa rõ nguồn gốc. Theo quy luận giám định tài sản, tổng giá trị 7 chiếc túi mà Sao Han và Lô Yu trộm cắp là hơn 102 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, hai vợ chồng ôm con đi bộ về quê. Ngày 18 tháng 7, Trung tá Lê Phương Ngãi, Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được cuộc gọi cảm ơn của vợ chồng anh Đỗ Bà Duy, sinh năm 2001 và chị Bàn Mai Hương, sinh năm 2002, cùng chú tại thôn Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang khi đã hỗ trợ gia đình về quê. Theo Phó trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, vợ chồng anh Duy cũng cho biết thêm, sau khi báo chí đưa tin về trường hợp của gia đình anh, chủ thầu nơi anh làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển toàn bộ số tiền lương và giấy tờ tùy thân mà họ đã giữ về địa phương cho anh theo địa chỉ cư trú. Phía chủ nhà thầu mong vợ chồng anh Duy bỏ qua. Cũng theo trung tá Lê Phương Ngãi, sau khi thông tin vợ chồng anh Duy được đăng tải, các cơ quan ban ngành của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương cũng như một số nhà hảo tâm đã liên hệ với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp để nắm thông tin làm rõ vụ việc liên quan đến chủ doanh nghiệp không trả lương cho người lao động thông tin về hoàn cảnh của gia đình anh Duy để hỗ trợ giúp đỡ. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Trung Tín, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho hay, đã liên hệ với anh Đỗ Bá Duy nắm thông tin và được anh Duy cho biết, đơn vị thuê vợ chồng anh làm việc ở khu công nghiệp Bình Dương đã gọi điện và hướng ngày 19 tháng 7 sẽ ra trả tiền. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nắm thông tin về vụ việc này, Sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xác minh làm rõ. Vợ chồng anh Duy đang trên đường về quê ở Tuyên Quang, Vợ chồng anh Đỗ Bá Duy không biết tên công ty nơi mình làm việc. Cả hai cũng không biết chi tiết khu công nghiệp ở Bình Dương. Chỉ biết mình làm việc lao động tự do cho một nhà thầu xây dựng. Sau khi sự việc được chia sẻ, phía công ty nơi vợ chồng làm việc đã liên hệ để trả lại các giấy tờ tùy thân. Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can liên quan giai đoạn 2, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, phong tỏa, và ngăn chặn giao dịch tài sản đối với hàng loạt bị can, người liên quan với tổng giá trị tài sản đặc biệt lớn. Theo cáo trạng, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền 408 tỷ đồng, đồng thời phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng và 5.799 Mỹ. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và 261.914 đô la Mỹ. Cụ thể, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can trong vụ án và các cá nhân khác tại chính công ty. Theo đó, kê biên 100% cổ phần tại công ty cổ phần Twin Speed, 18% phần vốn góp tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Việt Combank, Bonday Biến Thành, 73,04% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư hợp thành một, 82% phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn bảo hiểm FVKB Việt Nam, 77,89% cổ phần công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược Năm, 84,82% phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, 13,23% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thủy, cây biên 100% cổ phần tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại dịch vụ Hòa Thuận Phát, cây biên toàn bộ cổ phần công ty chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan về bất động sản, cơ quan điều tra cây biên các tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan. Đó là các thửa đất ở 181 Bến Trương Dương, nay là 268 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất ở khu công nghiệp Đội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất như bị can Tô Thị Anh Đào, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hay như các bị can Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty Natureland, bị kê biên 2 tài sản nhà đất có địa chỉ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một tài sản nhà đất ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, bị can Khoa nhận án sơ thẩm 11 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo này sau đó có kháng cáo, Song vụ án chưa xét xử phúc thẩm, trong vụ án này có 3 người đã chết gồm bị can Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, ông Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty chứng khoán TVSI và ông Nguyễn Ngọc Dương, cựu tổng giám đốc công ty SPG. Cao buộc cho rằng ba cá nhân nêu trên đã đồng phạm giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do những người này đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Phương Hồng và không khởi tố bị can đối với ông Thành, ông Dương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn kê biên tài sản của ba người này để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, đối với bà Nguyễn Phương Hồng, cơ quan điều tra kê biên 2,5 triệu cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI, thu giữ bản chính một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có địa chỉ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại ngân hàng SCB. Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần công ty chứng khoán TVSI ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong hai tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại ngân hàng SCB. Đối với Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong ba tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại ngân hàng SCB, ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỷ trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh, con trai ông Dương tại ngân hàng SCB và Vietcombank. Ngoài ra, thu giữ 216 lượng vàng SCC, 6 sổ tiết kiệm trị giá 132 tỷ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại ngân hàng Vietcombank. Giấy tờ liên quan đến ba nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu khác. Trong vụ án, có 5 người bị truy nã gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 bị can trên. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1970, trú tại xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hoàng Thị Oanh sinh năm 1975, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và Nguyễn Mạnh Toàn sinh năm 1992, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về tội trộm cắp tài sản. Ngày 9 tháng 7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hạ Long đã phát hiện bắt quả tăng nhóm đối tượng này đang trộm cắp tài sản của siêu thị Winmart Cộng tại khu 4, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh các đối tượng giả vào siêu thị mua một số ít mặt hàng lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng lấy trộm hàng hóa giấu vào trong người loại váy phụ nữ được thiết kế riêng để giấu đồ vật chứng thu giữ gồm nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng nước tẩy trang dầu gội đầu sữa rửa mặt trị giá hơn 3,5 triệu đồng đấu tranh mở rộng cơ quan thành phố hạ long xác định nhóm đối tượng này còn gây ra một vụ án khác với cùng phương thức thủ đoạn vào ngày 27 tháng 6 tại cửa hàng thế giới sữa com thuộc tổ 8 khu 4 phường giếng đáy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh chi giá tài sản trộm cắp là hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn khai báo đã thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố Hạ Long nhưng không nhớ chính xác thời gian, địa điểm. Vào khoảng lúc 18 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 7, chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp 42 tuổi ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, điều khiển xe máy 74G1-05620 lưu thông theo hướng Cam Lộ Đông Hà thì xảy ra tai nạn với ô tô tải. Thời điểm này, người dân phát hiện chỉ có xe máy và chị Điệp nằm giữa đường xe và người điều khiển ô tô tải đã rời khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, dừng xe và làm việc với tài xế ô tô tải 74C 12269 là Ai Can, 41 tuổi, xã Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành, thì chị Điệp là cô giáo mầm non. Sáng ngày 18 tháng 7, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Văn Làm, sinh năm 1995, về hành vi cố ý gây thương tích và lê hòa hiệp sinh năm 2000 cùng ngụ tại ấp 4, xã mỹ hiệp huyện cao lãnh với vai trò giúp sức cho làm trước đó ngày 12 tháng 7 công an huyện cao lãnh nhận được tin báo của người dân tại ấp 4, xã mỹ hiệp huyện cao lãnh có xảy ra vụ dùng súng bắn người gây thương tích bị hại là nguyễn thanh nhàn sinh năm 1992 cư trú xã tân hội trung huyện cao lãnh bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cao lãnh đã xác định đối tượng gây án là phạm văn làm sau khi gây án làm bỏ trốn khỏi hiện trường được lực lượng công an vận động đến khoảng 17 giờ cùng ngày, làm ra cơ quan công an đầu thú. Theo kết quả điều tra, Nhàn gặp làm để đòi nợ thì hai bên xảy ra cự cãi. Làm rút một khẩu súng bắn gây thương tích ở vùng vai bên trái của Nhàn. Sau khi gây án, làm đưa súng cho Hiệp cất giấu. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà người quen của Hiệp tại ấp 4, xã Mỹ Hiệp, lực lượng công an phát hiện và thu giữ một khẩu súng chưa rõ chủng loại, 56 viên đạn và các tăng vật có liên quan. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 Thời điểm đó, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ cầu Cần Thơ về bến xe trung tâm Cần Thơ. Khi đến giữa cầu vượt IC3, phát hiện 3 nam thanh niên nằm bất động, chồng lên nhau ở đoạn giữa cầu. Trong đó có một nạn nhân không còn nguyên vẹn. Bên cạnh ba người là xe máy Honda Way, biển kiểm soát 65M1075 xx Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo xác nhận từ cơ quan công an, cả ba thanh niên đã tử vong. Thưa quý vị, từ khi biết kết quả là thủ khoa khối C00 toàn quốc với số điểm 29,75, Ngữ văn 9,75, lịch sử 10, địa lý 10. Thí sinh Tô Thị Diệu tràn ngập niềm vui. Các nhà nhỏ ở thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương, Thanh Hóa, lúc nào cũng có người đến chúc mừng. Diệu là một trong số 19 thí sinh có mức điểm cao nhất của tổ hợp khối C kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 trong toàn quốc. Chị Tô Thị Nguyệt, mẹ Diệu, như thường lệ, cứ sáng sớm lại sang thành phố Sầm Sơn để làm tạp vụ rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn đến 22 giờ đêm mới về. Hơn 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, nhận được điện nói con là thủ khoa toàn quốc, chị Nguyệt rất hạnh phúc và xin chủ quán cho mình được nghỉ làm việc và lập tức về với con. Diệu sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh, không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Diệu mồ côi bố khi đang học lớp 3, một mình chị phải gồng gánh chạy chợ, rong rủi khắp nơi để bán hàng, nuôi hai con ăn học. Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, Diệu rất chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi mẹ một thứ gì, thay vào đó sau những giờ lên lớp, em lại về phụ giúp mẹ việc gia đình. Suốt 12 năm học, năm nào Diệu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Diệu cũng đã từng đạt giải nhì môn Ngữ văn toàn tỉnh, bậc trung học cơ sở và khuyến khích toàn tỉnh bậc trung học phổ thông. Chia sẻ về bí quyết học tập, Diệu cho biết trước khi lên lớp buổi tối em sẽ soạn bài và đọc qua bài ngày mai, đến lớp em nghe thầy cô giảng, như vậy em đã thuộc bài thêm một lần nữa. Với cách học này, em đã gói gọn được phần lý thuyết. Về nhà em tìm các đề thi cũng như áp dụng kiến thức học ở trên lớp vào luyện đề. Nói về hai môn đạt điểm 10 là lịch sử và địa lý, Diệu rất vui. Tuy nhiên, Diệu không bất ngờ vì trước đó khi tra đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần như em đã biết được kết quả diệu cho biết em ngoài trúng tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực vào trường đại học sư phạm hà nội em còn đỗ vào ngành sư phạm của trường đại học đà nẵng huế nói về lý do muốn vào ngành sư phạm diệu cho biết bố em mất sớm mẹ một mình tần tảo nuôi hai chị em ăn học vất vả khó nhọc nên em chọn ngành sư phạm để không mất học phí chỉ có như thế em mới đỡ đần được một phần nào đó gánh nặng cho mẹ Cô Nguyễn Thị Hè, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 D1, trường trung học phổ thông Quảng Xương 4 cho biết, Diệu là học sinh rất ngoan, lễ phép, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mất sớm, nhưng em rất nỗ lực vươn lên trong học tập và các hoạt động của trường lớp. Nhằm tạo nơi giải nhiệt cho trẻ em trong mùa hè, người dân làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã quyên góp 1,3 tỷ đồng, biến chiếc ao tù chứa đầy rác thải, thành bể bơi rộng hơn 1.100m2. Năm 2020 được sự đồng ý của chính quyền địa phương, làng Hưng Giáo đã chung tay quyên góp 1,3 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng ao làng thành bể bơi cho trẻ em tập bơi, người lớn có nơi giải nhiệt vào mùa hè oi bức. Bể bơi có diện tích 1.100m2, trong đó 600m2 dành cho bể người lớn, 500m2 dành cho bể trẻ em. Bể bơi chính thức hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm 2023. Trước khi được cải tạo thành bể bơi, nơi đây là ao tù, có nhiều rác thải, phế thải, bốc mùi nồng nặng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Từ khi có bể bơi giữa làng, trẻ em trong làng vô cùng thích thú vì có nơi giải nhiệt dịp nghỉ hè. Nhờ có bể bơi giữa làng mà đến nay nhiều trẻ em biết bơi, được nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước và biết bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Anh Bùi Thanh Tân, thành viên ban quản lý câu lạc bộ ao bơi Hưng Giáo cho biết, từ ngày có bể bơi đã thay đổi được thói quen không chỉ của trẻ em mà cả những người lớn tuổi. Trước đây, trẻ em thiếu sân chơi, bây giờ các con đã có sân chơi bổ ích. Hàng ngày buổi chiều các con trong làng rủ nhau ra ao bơi để tắm mát, học bơi. Có ngày có tới 300 đến 400 cháu đến bơi. Trong vòng hơn một năm đã hoàn thành 5 đến 6 khóa học bơi, hiện có khoảng 50 trẻ biết bơi thành thạo. Đây là mô hình hay và ý nghĩa cần được nhân rộng tại các địa phương. Đại diện ban quản lý bể bơi cho biết người dân và trẻ em được bơi lội hoàn toàn miễn phí. Trong năm 2023, năm nay câu lạc bộ bơi được thành lập với người dân trong xã, câu lạc bộ thu phí 100.000 đồng một người, thu phí 200.000 đồng một người đối với người dân ngoài xã trong 4 tháng. Số tiền này được dùng làm phụ phí để chi trả cho việc thay nước, vệ sinh bể và tiền công nhân viên, cứu hộ an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em nhỏ hàng ngày. Ban quản lý vận hành bể bơi đều cắt cử người trực an ninh liên tục nhắc nhở các cháu bé bơi an toàn. Thời gian bể bơi hoạt động buổi sáng từ 7 đến 9 giờ, chiều từ 17 đến 19 giờ với hàng trăm người tham gia mỗi ngày có bể bơi nhiều phụ huynh trong làng rất phấn khởi vì các con có nơi để giải trí thay vì mải mê chơi điện thoại xem tv qua đó các con có thể phát triển thể lực và tận hưởng kỳ nghỉ hè bổ ích trọn vẹn bể bơi hương giáo không chỉ là sân chơi bổ ích cho trẻ dịp hè mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ đây là mô hình hay cần được nhân rộng tại các địa phương để đem lại niềm vui cho trẻ nhỏ mỗi dịp hè về 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa thu hút gần 5,3 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch khoảng 27.000 tỷ đồng. Đây là những con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Khánh Hòa đang nỗ lực làm mới cách tổ chức lễ hội, tăng sức cạnh tranh của điểm đến, phấn đấu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, đạt doanh thu du lịch đạt khoảng 40.000 tỷ đồng trong năm 2024. Sau lễ hội du lịch biển Tương Bừng được tổ chức vào tháng 6 năm 2024 sang tháng 7 này, Tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang năm 2024 với chủ đề Ngân hà rực rỡ. Chương trình trình diễn thi đấu ánh sáng với quy mô quốc tế được tỉnh Khánh Hòa tổ chức chính thức 2 đêm 13 tháng 7 và 20 tháng 7 mang đến cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm đặc biệt. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã tổ chức các lễ hội ánh sáng, nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức trình diễn thi đấu ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái. Đặc biệt hơn nữa, chương trình có số lượng drone tới hàng nghìn chiếc cùng với sự góp mặt của bốn đội Hàn Quốc, Pháp, Trung Quốc và UAE. Theo đó, mỗi đội tham gia trình diễn sẽ sử dụng tối thiểu 1.000 drone để trình diễn trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút, kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại sôi động trên sân khấu, tạo thành một bức tranh tổng thể sống động, hấp dẫn đầy cảm xúc. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Correct, đơn vị phối hợp tổ chức lễ hội cho biết, bốn màn trình diễn của bốn đội sẽ rất hấp dẫn vì đây là góc nhìn riêng của họ về vùng đất Khánh Hòa. Mỗi đội mang đến một công nghệ khác nhau, ví dụ như nhiều loại pháo hoa khác nhau gắn vào những drone khác nhau như hỏa thuật thác nước, hỏa thuật nhấp nháy. Việc chuẩn bị rất phức tạp. Tỉnh Khánh Hòa mang đến cuộc thi trình diễn ánh sáng lớn nhất với 8.000 lần drone cất cánh trong 2 tuần. Du lịch đang là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa. 20 năm qua, tỉnh thường xuyên tổ chức các lễ hội thu hút du khách. Festival biển sau 10 lần tổ chức đã trở thành thương hiệu của Nha Trang Khánh Hòa. Trong bối cảnh, nhiều điểm đến trong nước và khu vực nổi lên, buộc Nha Trang Khánh Hòa phải tự tìm cách làm mới, duy trì sự hấp dẫn. Sau thành công của màn trình diễn của 1.653 thiết bị bay tại lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa vào năm 2023, lãnh đạo tỉnh hiện thực hóa ý tưởng tổ chức thi đấu trình diễn thiết bị bay không người lái hàng năm, coi đây là một sản phẩm du lịch. Khánh Hòa luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và quốc tế, với những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, biển đảo, mang tính độc đáo chất lượng. Những bãi biển, khám phá thiên nhiên núi rừng, trải nghiệm du lịch văn hóa truyền thống, vui chơi giải trí, thể thao trên biển, du lịch chữa lành cũng là những loại hình sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch. Theo thống kê, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại trung tâm thành phố Nha Trang trong khoảng thời gian diễn ra chương trình lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang năm 2024 đạt công suất phòng trung bình trên 80%. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, chủ đề của lễ hội là Ngân Hà Rực Rỡ, có những hình ảnh tương tác giữa người dân và du khách, cũng như thông qua các màn trình diễn của các đội thi tạo được hình ảnh về Khánh Hòa, hướng đến Khánh Hòa một thành phố tương lai. Lễ hội mang đến cho khán giả những cái nhìn tốt về du lịch của Nha Trang Khánh Hòa. Năm 2024, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng 40.000 tỷ đồng. Những hoạt động sự kiện có quy mô đặc sắc được tổ chức nối tiếp nhau xuyên suốt trong những năm góp phần xây dựng Nha Trang Khánh Hòa trở thành một điểm đến của những lễ hội, sự kiện hấp dẫn, tạo ấn tượng đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Du lịch đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần vào kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, thực hiện mục tiêu dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tại khu vực miền Trung. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.